Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay Sika quay trở lại và chia sẻ cho các bạn nguyên tắc 3. Hãy coi mình là một người chủ trong 21 nguyên tắc tự do về tài chính. Thì nguyên tắc này, các bạn coi mình là một người chủ thì các bạn đã chịu trách nhiệm với mình 100% những gì mình đang có và sẽ có, và không còn đổ lỗi oán trách bất kỳ một điều gì hoặc là phán xét người khác khi đến với mình thế này thế khác nữa. Và lúc đó các bạn chịu trách nhiệm với bản thân mình 100%. 3% dân số thế giới đấy, người ta chịu trách nhiệm với tất cả những gì ngày hôm nay người ta làm, dù có làm trong lĩnh vực công ty hay bất kể một hành động nào đó. Khi người ta đã chịu trách nhiệm với bản thân mình rồi thì lúc đó cái tinh thần doanh nhân trong con người của người ta nó được biểu lộ lên, và nó kích thích con người người ta hướng tới một cái tinh thần doanh nhân rất là tốt. Và Sika rất là thích câu nói: nếu bạn là giám đốc của công ty trong một ngày và hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả làm việc, thì bạn sẽ quyết định thay đổi điều gì ngay lập tức. Thì bất kể đó là điều gì, bạn hãy viết ra, lên kế hoạch và thực hiện nó ngay từ bây giờ. Hành động này có thể thay đổi cả cuộc đời của các bạn. Cách các bạn làm một việc là các bạn làm tất cả những công việc còn lại. Nên ngày hôm nay, khi các bạn xác định những lý do chính đáng khiến bạn không thể hết lòng với các mục tiêu tài chính của mình, bạn có thể có đổ lỗi cho ai đó hay điều gì đó kìm hãm bạn trong cuộc sống không? Cho dù điều đó là gì, bạn hãy chịu trách nhiệm hoàn toàn cho cuộc sống của mình và hãy hành động ngay từ bây giờ. Nguyên tắc này rất là hay, và Sika chúc tất cả các bạn khi nghe được video này hãy áp dụng nó trong cuộc sống của mình thành công. Nếu thấy video của Sika hay, nhớ like, follow và ủng hộ kênh của Sika nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào nguyên tắc thứ 4 trong video tiếp theo. Xin chào.